Vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xê Thanh đã tham gia hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 21 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và gia tăng tiêu thụ nội địa cũng như giúp khách hàng trải nghiệm những công nghệ mới. Tại sự kiện lần này, công ty Xê Thanh Solar sẽ mang đến các sản phẩm và dịch vụ lắp đặt thi công trong lĩnh vực năng lượng mặt trời với giá cả phù hợp, giải pháp tối ưu cho người tiêu dùng Việt Nam. Đến với sự kiện lần này, công ty Xê Thanh chúng tôi sẽ mang đến những sản phẩm của pin lưu trữ theo thương hiệu Seplot. Ba dòng sản phẩm chính đó là pin lưu trữ 100Ah, 200Ah và 400Ah. Ưu điểm là buổi sáng sẽ lấy điện từ đám pin năng lượng mặt trời và tích điện vào những cái cục pin lưu trữ như thế này và phòng hờ cho những trường hợp cúp điện hoặc là mất điện ngoài ý muốn. Với thiết kế của pin lưu trữ mặt trời Seplot thì tối giản và rất là dễ sử dụng. Trong thời gian sắp tới thì Xê Thanh Solar sẽ mở thêm nhiều chi nhánh trên toàn quốc và chất lượng sẽ nâng cao và ra mắt nhiều sản phẩm với giá thành, nhiều phân khúc giá thành để phù hợp với các hộ gia đình và doanh nghiệp hơn. Với đội ngũ nhân sự có kiến thức, kinh nghiệm và sự tâm huyết trong lĩnh vực điện mặt trời, công ty Xê Thanh Solar cung cấp những sản phẩm chất lượng, dịch vụ lắp đặt kỹ lưỡng. Hơn nữa, Xê Thanh luôn có chính sách bảo hành dài hạn để đảm bảo mang lại hiệu quả bền lâu nhất cho khách hàng.